Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Này không biết kết nối đấy. Rồi. Kết nối thì đóng lại đây. Đóng lại. Máy cu. Rồi. Rồi. Vừa là mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Năm tư video. Năm tư là bao nhiêu tiền? Bốn. Thế bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô màu nha các bạn. 4 tiếng là 34 thì 8 tiếng là chắc tầm mấy cái dòng. Ở đâu 4 mấy? Ở 5 71 video 8 tiếng. Ừ. Dạ, 12 video. Đây, 12 video là 8 tiếng. Bao nhiêu video nữa? 72 video thì tao 20 video nữa cơ. Ừ thì đang bật. VI ở đấy mình nộp vẫn đọc 100 nữa thì đi quỳ ghi sổ về. Còn có mấy đứa rồi, có mấy hai đứa rồi Quang Thu mấy thằng ơi. Còn thường thường kia là phải nhớ kỹ thật kỹ không quỳ mà là gặp nói lại đòi rồi vẫn được không ấy tùy kìa. Năm tí kêu lạc nhẹ. Được. Yeah. Tại sao anh cứ phải cố? Ô đi mẹ giấy mò rồi. Cứ buông tay, để cứ buông tay nhìn cái. Cái đi mẹ mày đi mẹ ăn mày đâu lấy cho bố mẹ. Đây, bố à. Bố mẹ. Cái đó lấy đọc bạn. Từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời ai. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng
làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. 3 7A nhân với 3 là bao nhiêu? 3 nhân 2 là địt mẹ bố con trong cái dẻo quá luôn. Ai gần rồi. Địt mẹ 58 cái dẻo quá luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. 216 video. Là 432 video. Trời. Mẹ vừa bán bao nhiêu video? Năm mấy? Tìm thì tao tính 430 nhân vi 3. Đã rồi anh sẽ gặp một chàng trai. Một nghìn 296 video. Ba hôm. Cái này thì bị edit gãy tay. Địt cái mẹ lại cụ thì cấm mẹ. Xem mẹ cái lưỡi mới đi. Thủ thế rồi. Gồm một cái bó sạch cải. Hôm bữa là mình đã tô màu xong nếu bạn nghe cho mình xin đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Rồi anh sẽ gặp một chàng trai xa. Nắm tay và bước đi đủ hành xanh. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Xem có đúng 8 tiếng không? 7:30 đến 11 giờ. Ừ kệ. Lấy 4 tiếng. 11 giờ là 3 tiếng rưỡi. Xong 1:30 đến 6 giờ. Đến 6 giờ. Gì vậy? Đúng rồi. 6 giờ là bao nhiêu tiếng? 4, 5. Bốn tiếng rưỡi mới 3 tiếng rưỡi. Đó là 9 tiếng rồi. 4, 3, 5, 6, 7, 8 thì mẹ em tính cái gì đây? À, mày tính cái gì đây? 43 bao nhiêu? 9 mà. 9 mà. 43 là 7. Rồi. Đúng rồi, 8 tiếng. 8 tiếng mẹ em tính 9 tiếng được gì đây? 8 tiếng là phải làm 72 video. Rồi. 72 video thì tính cả video tại của tao nữa thừa đổ rồi. Mày tại có 32 video. Chị. Thì giờ xin bao nhiêu video rồi, năm mấy rồi? 58, 60 mấy nhà rồi. Tí thừa nha. Giờ mới có 4 giờ, 4, 5 giờ. Mới tính cái gì dài. Kệ chứ. Làm tật nào thì làm kệ. Mình cứ không chơi là được.
rồi rơi xa nơi anh gặp lại. Về đây mình cho tôi một thật nào.